Hello. Chào mọi người nha. Hello, xin chào các bạn, quay với channel mình là SOS YouTuber. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series Thẻ Táo Đỏ nha. Ok. Ok. Để mình vô game nha. Ok, để mình vô game nha. Kéo qua không được. Định mà vô luôn. Ok, để mình bấm đứng lên nha. Ok, rồi mình đã vô đây. Tập trước mình đã lấy mấy cái cửa nè. Mình xíu nha mọi người. Chân nhà nó không bắt nè. Đó. Tập trước mình làm mấy cái cửa nè. Cái này nè. Ok, các bạn thấy cửa không? Cái này không bị gì hết á. Đó. Cái này là được thở nè. Mà con cái dưới đây hai tối thôi. Ok. Đặt đuốc ở đâu kìa. Mình sẽ đứng bên đây. Đặt khác ở đây. Nó. Đây. Cửa đây thiệt nhiều đi. Chứ mình lỡ làm cửa quá nhiều rồi. Ok, tập trước mình làm bánh mì khá nhiều nên giờ mình sẽ chết đói nữa. Quay bên kia lại. Nhà mình bên kia đúng không? Mắt nhà cái báo luôn rồi đó. Rồi là thấy vui rồi đó, không vui rồi đó. Ok. Rồi, hết vui luôn rồi. Chết luôn. Đi có một cái hang, Ok, về nhà đi, kiếm nhà, mất nhà là báo. Trong đó là tảng đá đỏ của mình, trong đó mất nhà là báo nữa. Bên đó có cây, rồi bên đó sẽ có đất. Đất nhưng mà phải nhà mình. Rồi, xong. Ồ, đây có cà phê nè. Có cái gừng nè. Khá nhiều cái gần nha. Why with me? Come and far away with me. Ok. Man. Cà phê. Vậy. Này quả gì mình quên mẹ rồi. Này chậm lên gỗ gần không ta? Rồi mất nhà luôn là báo luôn rồi. Mình chỉ cần việc là chết thôi, nhưng mà mình chân vàng không vui. Ok, chạy qua đây coi phải không. Chắc mình làm một cái băng đồ quá. Hết vui rồi đó. Thôi lỡ chết luôn đi mọi người ơi. Mình xin lỗi nha. Ok, chết luôn đi. Cuối cùng cũng về tới nhà. Cái gì vậy? Tưởng lắc cái đó. Mình thể tin nổi mà mình bị lạc nhà luôn. Không thể tin nổi.
Ok, mình sẽ trồng thử nha. Tào lao rồi. Nữa. Đặt phải cho nó hướng gì nè, đẹp. Cho mà quay. Ok, mình sẽ đắp vô này lại. Đó, chuẩn. Oh man, chết, cây gừng mới được. Coi đi bên kia có gừng, có cây gừng không? Ờ, làm bằng trái đảo đã. Quá làm bằng, làm một cái kia đã. Bán đồ làm thứ gì ra? Mọi người biết bán đồ làm thứ gì không? Chỉ mình dở. Chết cha rồi. Không biết bản đồ làm thứ gì sao mình biết, đi mình đi kiếm nè. Mấy đây. Bản đồ hả? Một miếng giấy nè. Oh man. Hay à. Ô, bản đồ nè, bản đồ là bàn nè. Vậy là bàn làm từ gì? Mình cần một cái là bàn. Chắc là có đá đỏ trong đây nữa không? Gương rồi. Chết cha. Để gương dữ. Gì vậy? What the? Cái này bị gì vậy? Đi gì chơi? Giỡn à? Bị gì vậy? Bị cái gì vậy trời ơi? Mà được rồi nè. Chế rồi đó. Ờ, sao bữa nay ức chế vậy nhờ? Thấy hết nhạc rồi nha. Rồi đó, đóng rồi đi. Chụp bầm bấm. Come and fly away with me. Come and fly away with me.
Come and follow away with me. Go, go, come and follow away with me. Để mình coi ơi. Thôi mình cần giấy thôi, được rồi. Mình sẽ đắp chỗ này lại. Như là chưa có chuyện gì hết. Hình như trong đây có xương ta. Lấy ghi xương ra hết. Xuống lại. Dẫn rồi không? Lên cho anh cái xuống lại. Nó có dây nịt đàng hoàng liền. Dây nịt. Mình dán làm một cái băng đồ đi. Là ngon. Chơi chị bị con hết hồn. Chị bị con thế nào cũng chết à. Mình đứng ở đây nè cho nó xuống dưới đi. Chết chưa? Chưa chịu chết nè. Tao cày mày luôn, chưa chịu chết nè. Tao cày mày luôn. Cày mày luôn nè. Đây. Lỡ đây zombie. Zombie ngu. Zombie ngu bò. Đến rồi bên đây có không? Mình chịu làm mình ngu không? Càng thấy mình càng ngu. Thiệt làm nhiều, thiệt là xương nhiều đi. Mình cần thiệt là nhiều. Mía. Mình cần thiệt là nhiều mía. Đó, mình cần thiệt là nhiều mía ra. Nó như là vừa đủ. Ê, nhưng mà đặt đỏ lên đây làm gì? Đang cần mía mà. Mình vào cái hàng lớn. Đó, lên. Vậy là vừa đủ. Cháu xin nhận lỗi. Lỗi là của cháu. Để coi trong gương mình còn không. Không có gì hết. Mà tôi thôi.
nhìn nghe tôi sẽ tha, nên đây còn cổ trà. Mình hiện tại đang ở Định Mệnh, không có là bạn nên mình không biết gì, mình làm sai rồi, mình cần sắt. Cần sắt lấy cúp đó, mình cần cỡ 3 cục sắt à, 3 cục sắt là vừa đủ. Mình cần 3 cục sắt là vừa đủ cái cúp kim cương mình để thôi ta. Ê ê ê, bỏ nghe, bỏ nghe, không thích mắt cúp kim cương nha. Để đâu quên là báo luôn á. Anh vô mắt cúp kim cương là báo luôn á. Mình xuống dưới lại coi. Lên. Còn nhạc nghe không chị mấy anh? Đó, cầm nồi. Ok, bò mình chuẩn bị thu hoạch bò đã. Trước hết mình lo kia đã, lại đây nè. Ok. Mình sẽ đi xuống đây nha. Coi có gì ngon không? Mình thấy thằng Hang không? Mình thấy thằng Hang không? Không có gì hết. Không có sắt luôn. Đéo có sắt mẹ nó. Sắt đồ ta. Ông đang làm video hả? Hay là đang làm video chứ làm gì em nội? Ừ. Thấy không? Hèn gì lắm. Thằng ăn không lương không có miếng thắt nữa. Đang cần sắt mà. Mình đánh đâu vậy? Chết rồi. Mời từ đây đào thẳng tới đi. Thôi, lên trên lấy đồ, lên trên lấy đồ. Rồi xong luôn. Chơi ngu luôn. Tụi mình tin với lại chuẩn mày. Chiều nay chiều khó thiêu thiệt, chán về làm. Ok, ở đây bị gì nhỉ? Mất mạng Định Mệnh rồi. Nhà ở đây hả? Vậy là mình phải chạy qua đây mới đúng. Chạy qua đây nè. With me. Xuống. Tôm tôi xuống làm gì? Xuống lấy đồ phải không? Ờ. Ông đào sâu chứ gì? Bởi vậy. Chuẩn bị rồi đó. Sắp bị cúp kim cương rồi, Định. Đó. Tới. Làm con gì vậy? Nhện. Để coi. Mình tính lấy gì qua rồi sắt. Sắt. Đường nào mới đúng ta? Ở bên đây mới đúng nè. Ủa phải không? Đúng rồi nè. Để coi làm lấy gì làm dấu đi. Hai cục đất lên đó, xem ở dưới đây luôn.
kìa, hát diện hạch ra dưới hang rồi. Rồi tôi thấy rồi, tôi thấy lâu rồi. Đốt. Ồ ồ ồ ngon. Ngồi xuống đây là chết cái báo nữa, phải không? Cấp kim cương may mắn của mình rồi. Nước kìa. Đừng nói dưới đây chả, chả có gì nha. Sắt à? Ú sắt mở thấy. Chỉ cần 4 cục thôi là ngon, được rồi. Ông lấy làm gì? Tôi làm cái bản đồ. Rồi lấy 3 cục không ngon rồi đó, thấy không ngon rồi đó. Quá ba cục. Đi chút nữa. Đá đỏ kìa. Thôi tôi không cần đâu. Ú thấy rồi, thấy rồi. Đó, dư luôn rồi đó. Rồi mấy con nào quê. Bội thu. Lỡ như chừng nữa đây tôi mốt đủ tiền đi, gắng lấy lại được cái hạt liên minh mới được. Làm gì? Lấy lại. Cái hạt chơi đã ghê luôn, không mất tiêu. Trong đó có một tướng chơi một combo chết liền đó. Thiệt. Đầu tiên đi e xuyên tường, đúp. Rồi quay, bên tay trái xong chết liền đó. Ý mến, cục sắt trên đầu mà không thấy luôn. Hay ghê. Nhiều vậy. Sắt có gần cho tự 6 cục chỉ xuống gì rồi. Phải không? Đây. Vậy là nhiều lắm rồi đó. Hôm nay nghe bài gì vậy? Fly and Wish, Fly and Way. Bài hát của tác giả nào? Gì hình như là của Alan Walker vậy. Nhớ mày mại vậy. Tên này viên minh của tôi cũng là Alan Walker là một trong hát. Lâu quá rồi không gặp một bạn. Bạn Alan Walker 1-2-3 năm á. Lâu quá rồi không gặp nó. Bạn không à, Alan Walker luôn. Ừ. Gặp cái tên giống nhau luôn á. Ca sĩ đó ông nội. Alan Walker là ca sĩ đó. Ừ. Alan Walker. Gặp nó luôn. Nó có tên trong liên minh nữa. Này nó thật thôi, tưởng ông là bạn của Alan Walker thiệt chứ. Nghe gặp ông. Ừ, chụp ông thôi, chứ mà gặp làm sao. Mới vừa vô gặp nó bên tốt bên kia rồi. Rồi thấy cái gì vô? Cái gì? Tối hù. Gặp zombie hả? Ừ. Giáp ông đâu? Có, tôi đâu có làm giáp đâu mà giáp. Sao vậy? Zombie nhảy xuống chết liền đó. Đợi xuống nha, đợi zombie xuống đi. Mới vừa, ủa, có tối không? Có thiệt. Mới vừa là anh gặp chị ke lại tình cái luôn. Biết bơi. Đồ bàn thờ. Chị đặt đuối xung quanh nhà làm gì có zombie. Phải không? Đặt. Ủa hủy ông đánh nó được không? Đánh nó cho mảnh gì quay. Hút hả? Ừ. Chị kêu lấy tình kìa. Ủa chị vừa hỏi hàng, vừa hỏi hàng đi. Vừa hỏi hàng đi. Gipper, chị kêu lấy tình. Căng 2 luôn, định. Cho chị kêu lấy tình nổ quá. Cảm ơn. Giờ em chết không mất độ luôn hả? Tôi chỉnh mã mà. Cảm ơn rất nhiều luôn. Làm mấy kiếm ra. Nhà ông đẹp ghê. Đẹp lắm. Nhà tôi đang trong hang động. Làm hai phòng. Một phòng chế tạo với đào. Còn một phòng kia là ngủ. Vậy đó. Thì nữa tôi sẽ xây nguyên cái núi đó thành nguyên nhà tôi luôn. Ông nuôi bò nữa hả? Ừ. Cơ. Trả thù. Ông làm đường đi đẹp ghê. Trả thù. Khi mày giết tao là mày sẽ biết hậu quả khi giết tao. Nè hằng ngày nè. Ôi anh Gipper, ơi. Gipper. Gipper kìa. Nổ. Mày. Ném vô tập. Giết nó cho mình gì. Bình hướng nó đang cầm trên tay hả. Ờ.
Lắc quá, lắc quá. Không ra luôn. Xui nha. Sổ xui rồi. Giật quay luôn. Em này à, đang bỏ vô thùng rác đó. Dạ.